Kinh Địa Tạng Bồ Tát Bổn Nguyện, xin danh hiệu chư Phật phẩm thứ 9. Lúc đó Ngài Địa Tạng Bồ Tát bạch cùng Đức Phật rằng: Bạch Thế Tôn, nay con vì chúng sanh trong đời sau mẹ vô bài sự lợi ích, làm cho trong vòng sanh tự đặng nhiều lợi ích lớn. Cúi xin Đức Thế Tôn cho phép con nói đó. Đức Phật bảo Ngài Địa Tạng Bồ Tát rằng: Nay ông muốn khởi lòng từ bi cứu vớt tất cả chúng sinh mắc phải tội khổ trong sáu đường. Màn diễn nói sự chẳng thể nghĩ bàn. Bây giờ chính phải lúc vậy, ông nên nói ngay đi. Giả sử ông có thể sớm làm xong nguyện đó, ta giàu có vào niết bàn cũng không còn phải lo ngại đến tất cả chúng sanh ở hiện tại. Về vị lai nữa, Ngài Địa Tạng bạch cùng Đức Phật rằng: Bạch Đức Thế Tôn, vô lượng vô số kiếp vừa thở quá khứ có Đức Phật ra đời hiệu là Vô Biên Thân Như Lai. Như có người nam người nữ nào nghe danh hiệu Đức Phật đây mà tạm thời sanh lòng cung kính, hiền đặng siêu phiệt tội đặng sanh tử trong 40 kiếp, vốn là vị đáp hình thường cúng dường tán thán. Người này được vô lượng vô biên phước lợi, là hàng hà xa kiếp vừa thở quá khứ có Đức Phật ra đời hiệu là Biểu Thắng Như Lai. Như có người nam người nữ nào nghe được danh hiệu Đức Phật đây, phát tâm quy y với Phật trong khoảng khải móng tay, người này tròn hẳn không còn thối chuyển, nên đạo vô thượng chánh giác, là vừa thọ quá khứ có Đức Phật ra đời hiệu là Ba Đầu Mấy Thắng Như Lai. Như có người nam người nữ nào nghe đến danh hiệu Đức Phật thay thốt với lỗ tai, người này sẽ được 1.000 lần sanh lên 6 tầng trời khổ dục, uống nữa là trí tâm sân niệm, lại bất khả thiết vô số kiếp vừa thở quá khứ có Đức Phật ra đời hiệu là Sư Tử Hống Như Lai. Như có người nam người nữ nào nghe đến danh hiệu Đức Phật đây mà phát tâm quy y chừng khổ trong một niệm, người này sẽ đặng gặp vô lượng các Đức Phật so đảnh thọ ký cho, là vừa thở quá khứ có Đức Phật ra đời hiệu là Câu Lưu Tôn Như Lai. Như có người nam người nữ nào nghe đến danh hiệu Đức Phật đây chí tâm chiêm ngưỡng, lợi bái lại tán thán, người này được pháp hội của 1.000 Đức Phật trong hiền kiếp, làm vị đại phạm phương nặng Phật thọ ký đạo vô thượng cho, là vừa thở quá khứ có Đức Phật ra đời hiệu là Tỳ Bệ Thi Như Lai. Nếu có người nam người nữ nào nghe đến danh hiệu Đức Phật đây, thời mãi không còn xa đò vào chốn ác đạo, thường được sanh vào chốn trời người, hưởng lấy sự vui thù thắng vi diệu, lại vô lượng vô số hàng hà xa kiếp vừa thở quá khứ có Đức Phật ra đời hiệu là Đa Biểu Như Lai. Nếu có người nam người nữ nào nghe đến danh hiệu Đức Phật đây, liền khổ đọa vào ác đạo, thường vui ở tại cung trời, hưởng sự vui thù thắng vi diệu, lại vừa thở quá khứ có Đức Phật ra đời hiệu là Biểu Tướng Như Lai. Như có người nam người nữ nào nghe đến danh hiệu Đức Phật đây sanh lòng cung kính, không bao lâu sẽ đặng quả A-la-hán, là vô lượng vô số kiếp vừa thở với khứ có Đức Phật ra đời hiệu là Cát Xa Tràng Như Lai. Như có người nam người nữ nào nghe đến danh hiệu Đức Phật đây, thời người đó, người này sẽ siêu thoát tội sanh tử trong 100 đại kiếp, lại vừa thở quá khứ có Đức Phật ra đời hiệu là Đại Thống Sơn Vương Như Lai. Như có người nam người nữ nào nghe đến danh hiệu của Đức Phật đây, thời người này đặng gặp hàng hà chư Phật, nói nhiều pháp màu cho, đều đặng thành đạo Bồ Đề, là vừa thở quá khứ có Đức Tịnh Nghiệp Phật, Đức Sơn Vương Phật, Đức Trí Thắng Phật, Đức Tịnh Danh Vương Phật, Đức Trí Thành Tựu Phật, Đức Vô Lượng Phật, Đức Diệu Thinh Phật, Đức Mãn Nghiệp Phật, Đức Nghiệp Diệt Phật. Có bất khả thiết Đức Phật Thế Tôn như thế, tất cả chúng sanh trong thời hiện tại cùng thở vị lai, hoặc là trời, hoặc là người, hoặc người nam, người nữ, chỉ niệm được danh hiệu của một Đức Phật thôi, sẽ được vô lượng công đức, huống nữa là niệm được nhiều danh hiệu. Những chúng sanh đó lúc sanh lúc tử đặng nhiều phước lợi, không còn đọa vào ác đạo nữa. Như có người nào sắp mạng chung, hẹn thân viến trong nhà nhận đến một người vì người bệnh sắp chết đó mà niệm lớn tiếng danh hiệu của một Đức Phật, thời người chết đó trừ năm thọ lớn vô gián, còn các nghiệp báo khác được tiêu sạch cả.
Năm tội lớn vô gián kia giàu rất nặng nề, đáng lẽ phải trải với ức kiếp hẳn không còn, ra khỏi đàn vệ khổ. Nhưng bởi lúc lâm chung nhờ người khác đó mà xưng niệm danh hiệu của Phật, cho nên tội nặng đó cũng lần lần tiêu sạch. Huống nữa là chúng sanh tự mình xưng danh hiệu của chư Phật, người này đẳng vô lượng phước lành, trừ diệt vô lượng khổ. Nam mô Địa Tạng Vương Bồ Tát, Nam mô Địa Tạng Vương Bồ Tát, Nam mô Địa Tạng Vương Bồ Tát. Ha ha ha, Bụt Sa Mâu Ni Sô ha.